Ok, hello anh em, chào mừng em Wilkin. Chúng ta sẽ bắt đầu với web event mới trong phiên bản này nè. Rồi, vào sự kiện đăng nhập đây nha. Đợi ngôn ngữ đây, tắt nhạc đây. Rồi, đầu tiên bấm vô cái hình này, sau đó bấm vô cắt. Dùng chuột trái trên PC nha, kéo đường vậy theo cái hình đường viền á. Rồi không cần phải kéo quá cái chính xác, nó sẽ tự động cắt theo đường chỉ có sẵn. Rồi sau khi cắt xong nó sẽ cho thêm những cái hình phụ để gộp thành một cái hình vậy. Đây đây. Nhận thưởng. Thế nhận. Sau khi lắp được cái hình thì quăng cái cờ vô đây. Đấy, thì ra được cái hình. Còn cái phần này là trang trí sân khấu nha. Giống như ảnh nền rồi. Lúc nào cũng được. Đấy, sau đó bấm luôn. Cái này không có quà đâu. Thì để sao để cắt tiếp thêm cái hình nữa thì phải làm thì nhận đây. Đây, nhận giấy đây. Đấy. Còn cái hình tiếp tiếp. Thôi mỗi cái hình là 50 cái giấy. Rồi, nhận thêm quà đây. Đấy, và cái check những phần quà đây. Điều kiện đi tham gia nhà lữ hành cần phải đạt cấp R là 10 nha. Rồi. Rồi, video đây thôi. Cảm ơn anh em theo dõi. Hẹn lại anh em nhận video sau. See ya.